Một ngư dân trên chuyến tàu cá BD-30336 gồm 6 thuyền viên bị chìm vào chiều ngày 27 tháng 11 đã sống sót kỳ diệu sau 20 giờ trôi dạt trên biển. Đó là ngư dân Nguyễn Văn Dùng, 43 tuổi, quê ở Bình Sơn, Quảng Ngãi, vừa được tàu SAR-413 đưa về Vũng Tàu an toàn. Anh Dùng về đến bờ trong tình trạng sức khỏe khá ổn định. Trước đó, chiều ngày 27 tháng 11, tàu cá BD-30336 bị phá nước và chìm. Tuy 6 người trên tàu đều ôm canh nhựa, nhưng do biển động, sóng cao 3-4 mét, nước chảy xiết nên anh em kiệt sức, bị đánh khỏi canh. Anh Dũng cố gắng ôm canh nhựa trôi tự do đến chiều ngày 28 tháng 11, thì được tàu cá BV-70566TS cứu sống. Vị trí anh Dũng được cứu sống cách vị trí bị nạn 25 hải lý về phía nam. Trước đó, tàu SAR-413 đã tìm thấy 3 người mất tích đã tử vong. Các anh Ngô Thiên, 47 tuổi và Ngô Tấn Tiến, 39 tuổi, cùng quê Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định và Nguyễn Tấn Phương, 39 tuổi, quê ở huyện Phù Cát, Bình Định. Hiện vẫn còn 2 người của tàu cá này mất tích.